chào anh chị và các bạn, lại là Mi và channel Chuyện của Mi đây. Video ngày hôm nay sẽ dành cho những chiếc bụng đói, bởi vì đây là một video review về một quán nướng ở Đà Lạt, hay gọi chính xác hơn là tiệm nướng. Mình thấy ở Đà Lạt thì người ta rất là ít dùng từ quán mà lại hay dùng cái tiếng là tiệm, nghe rất là thân thương và gần gũi. Đây là tiệm nướng dưới tán thông, nằm ở địa chỉ là 1B-26 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Mình vừa mới đi xuống một cái cầu thang, nó khá là dốc, các bậc cầu thang khá cao và cũng hơi lạnh và đói nữa, nên là tay cầm camera có hơi run rẩy một chút xíu, anh chị và các bạn thông cảm nhé. Đây là cái cây thông của tiệm nướng nè anh chị và các bạn. Đúng lý ra thì nếu mà được ngồi ở những cái bàn phía ngoài gần lan can thì sẽ chill hơn, thì sẽ nhìn được cái khung cảnh là đồi núi cũng như là những căn nhà ở bên dưới. Tuy nhiên là những cái bàn đó thì đã được đặt chỗ hết rồi đó anh chị và các bạn. Và nếu như mọi người thích cái view đó quá và muốn là chọn được cái chỗ ngồi đó thì có thể liên hệ với lại fanpage hoặc là số hotline của quán, mình cũng sẽ để dưới phần description box, phần mô tả nha, để mà đặt chỗ. Và đặt chỗ view đẹp thì sẽ phải cọc trước 200.000. Và 200.000 đó sẽ được trừ vào cái bill khi mà chúng ta đến ăn uống rồi thanh toán tại quán. Bản thân mình thì tại vì cái plan du lịch của mình nó sẽ không có cố định, mà nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào lúc đó tụi mình đang thèm ăn cái món gì, cho nên là mình không có đặt chỗ. Mà thôi cũng kệ đi, tại vì không được là ngồi gần view đẹp, nhưng mà ngồi ở phía trong lại ngay cái bạn ca sĩ hát acoustic đánh guitar cũng rất là hay, rất là chill luôn, cho nên là cũng khá là thỏa mãn. Off. But I bet you got friends on the side of your car, how you walk. Got me thinking you know you're the shit, though you would never talk about it. Maybe we could talk about it. Lost. According to somebody, you just roaming the block. Roaming the block. Soft. But I bet you got bones in your closet. Pull up and make a deposit. Pull up and pull up and pull up and pull up and stop, ayy. Yeah. Ooh, talking shit from afar. You bite, all they do is just bar. You winning while they end apart. They end apart. We gonna stay living large, yeah. They gonna stay saying sorry. They gonna stay saying sorry. She be taking notes, cause nobody can do you the way that you do, the way that you move. You know that it's true. Nobody can match confidence you exude. Nothing to prove, you're just doing you. You be living life like it's a walk in a park, and you got a whole sun right from the start. Pics on the gram, you be looking the part. Look at their numbers, you're topping the charts. You got me tripping, be hitting. But I bet you got friends on the side of the car, how you walk. Got me thinking you know you're the shit, but you would never talk about it. Maybe we could talk about it, yeah. Đồ ăn ở tiệm nướng dưới tán thông thì mình đánh giá là ok, bởi vì trước đó thì mình đã có đi ăn một vài cái quán khác thì mình thấy là hơi mặn một tí. Tuy nhiên là thịt ở tiệm nướng dưới tán thông thì ướp rất là vừa miệng, mình thì cũng không cần phải chấm thêm sốt nữa. Bạn nào mà thích ăn cay thì có thể là chấm thử cái sốt của quán, mình thì mình lại không có ăn cay được. Tuy nhiên là dĩa rau ở tiệm nướng dưới tán thông thì hơi nhỏ nha, nhỏ hơn một cái tiệm nướng khác, đó là tiệm nướng Thương Thương, mà mình được bạn của mình là người Đà Lạt mời đi ăn, nhưng mà đó sẽ là một câu chuyện sau. Anh chị các bạn theo dõi vlog Đà Lạt của mình để biết thêm chi tiết nhé. We'll be right back.
thịt bò cuộn nấm kim châm, nhưng mà tại vì tụi mình không có kinh nghiệm á cho nên là nướng nó hơi bị cháy khét cái đầu của cái nấm kim châm một tí xíu. Anh chị và các bạn lưu ý á, là cái nấm kim châm nó rất là dễ bị cháy, cho nên là khi mà ăn đồ nướng mà có cuộn nấm kim châm thì phải chú ý nha, chứ ăn khác thì nó không tốt cho sức khỏe một tí nào. Tụi mình đi 2 người thì gọi 4 món, trong đó là có một món rau và 3 món thịt. Bạn nhân viên có gợi ý là gọi thêm cả gà nướng nữa, nhưng mà tại vì cả hai đứa mình thì đều được dạng ăn ít, cũng không thích ăn nhiều thịt, cho nên là thôi. Và 4 món này cùng với lại một chai soju và vị nho xanh thì cũng đã đủ no và đủ ấm bụng rồi. Bạn ca sĩ ở quán thì hát rất là hay luôn, đánh guitar cũng giỏi nữa, và bạn còn là nhạc sĩ nữa đó anh chị và các bạn. Bạn hát acoustic những cái bài của Vũ nè, rồi Da Lab nè, rồi Ngọt, và đặc biệt là Thịnh Suy. Trời, nghe bạn hát xong mà mình về mình bị ghiền nhạc Thịnh Suy luôn anh chị và các bạn. Tuy nhiên là mình sẽ không có thu cái âm thanh mà bạn hát vào đây được, bởi vì sợ vấn đề về bản quyền. Cho nên là nếu như anh chị các bạn muốn thưởng thức cái giọng hát của cái bạn ca sĩ ở tiệm nướng với Tán Thông á, thì còn chần chừ gì nữa mà không lên Đà Lạt và book ngay một chiếc bàn ở tiệm nướng với Tán Thông nhé. Và đây chính là verdict của ngày hôm nay. À không, chính xác là tối hôm nay chứ. Đây là món bò tảng sốt phô mai. Còn có món bò tảng sốt trứng muối nữa, nhưng mà tại vì mình thích ăn phô mai hơn cho nên là mình gọi bò tảng sốt phô mai. Trời ơi, cái miếng bò nó rất là mềm và juicy nữa. Và đặc biệt là ông chú đi chung với mình thì đã quá rõ khẩu vị của mình rồi. Nướng kiểu medium rare rồi, trời ơi, sốt phô mai lên ăn nó ngon nhức nhối luôn anh chị và các bạn. Và đây chính là cái món mà quyết định cho cái việc là mình sẽ còn quay trở lại tiệm nướng dưới Tán Thông nếu mà mình lại đi Đà Lạt một lần nữa. Cái tiệm nướng mà mình sẽ recommend cho anh chị và các bạn khi mà anh chị và các bạn có dịp đi du lịch ở Đà Lạt. Nếu mà trên thang điểm 10 á, thì mình sẽ chấm tiệm nướng dưới Tán Thông khoảng 8 điểm, chấm khó khó chút xíu đi ha. Nhưng mà đây là một cái tiệm mà có cái không gian chill nè, nhạc hay, đồ ăn ok, và cái vị trí của nó cũng rất là thuận lợi để mà chúng ta có thể kết hợp đi thêm một số những cái quán cà phê đẹp ở trên đường Hùng Vương nữa. Tuy nhiên là ăn đồ nướng thì nó sẽ đắt tiền hơn là chúng ta ăn những cái món khác nha anh chị và các bạn. Mọi người có thể đi nhóm đông đông người chút xíu rồi share tiền ra thì nó sẽ hợp lý hơn. Hy vọng chiếc video về tiệm nướng dưới Tán Thông này sẽ là một cái gợi ý hữu ích cho anh chị và các bạn đang muốn tìm một cái nơi nào đó để mà chiêu chiêu ăn đồ nướng với bạn bè, với người thân, và cùng chờ đón những video tiếp theo về thành phố Đà Lạt xinh đẹp mà mình đã ghi lại trong chuyến đi lần này nhé. Thanks for watching. Bye bye.